Nam xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục xem cho một lá số của một đương số nữ. Sinh ngày dương lịch là ngày 4 tháng 11 năm 1976 và ngày âm là ngày 13 tháng 9 năm 1976, năm Bính Thìn. Giờ sinh là giờ Thìn, canh Thìn. Bản mệnh là sao Trung Thổ. Cục là Kim Tứ Cục. Bản mệnh là Liêm Trinh và thân chủ là Văn Xương. Ở đây thì mệnh của đương số rơi vào cung Dương Hỏa, cung Ngọ, nên là đương số là sinh ra là âm dương nghịch lý. Còn về ngũ hành thì mệnh là sa trung thổ, cục là kim tứ cục. Đấy, thổ sinh kim nên là bản mệnh sinh cục của đương số. Và vì sinh ra giờ Thìn nên là thân cư tài bạch tại cung Dần. Thì cũng như những lá số khác, những người thân cư tài bạch thì bao giờ cũng là những người thích làm giàu hơn là quan lộc chức sắc. Và đây cũng là một đương số mà rất là xinh đẹp và là người thích làm giàu, thích kiếm nhiều tiền và sống rất tốt để làm những việc công đức. Và người này cũng không thích làm quan chức. Và có lá số này là một lá số của mệnh của Liêm Trinh Thiên Tướng Đắc Địa, nằm tại cung Ngọ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đương số có một cái chòm sao Phượng Các này, đấy, Văn Xương này, rồi cái chính tinh sáng như này tại Ngọ. Thì đây là một lá số của một đương số rất là si gái, đẹp gái. Rất tiếc rằng là lá số này cung mệnh lại có sao Kình Dương và Hóa Kỵ nằm tại mệnh. Thì sao Kình Dương thì nó nói lên cái việc là Kình Dương tại Ngọ thì nói là gọi là mã đầu đế tiện, là cách này là dễ bất đắc kỳ tử. Nhưng bởi vì cung Phúc Đức có thất sát miếu địa và cung thân của đương số là cư cung vua luôn, Tử Vi tại Tiên Phủ, nên cái việc mã đầu đế tiện nó cũng sẽ không nhanh mà nó sẽ chậm lại, và đến những cái năm đại họa thì nó cũng diễn ra việc đấy. Về lá số này thì có Hóa Khoa tại mệnh, thì đây là một người Hóa Khoa Văn Xương tại mệnh, thì là một người học rất giỏi và chủ về học hành kiến thức, rất nhiều kiến thức, và luôn luôn học hỏi, luôn luôn biết mở rộng thêm kiến thức của mình. Và trong đương số này có một cái sao Tả Hữu, Tả Phù này, nằm cung Thiên Di của đương số, và Hữu Bật nằm cung Tài Bạch. Nhưng đây là một người có cả Tả Hữu chiếu mệnh, là một người cũng có uy quyền, là một người cũng nói có nhiều người để sợ, rồi một người có nhiều người phò tá và giúp đỡ. Và Hóa Khoa nói lên đây là một người có nhiều kiến thức. Và mọi người nhớ là Hóa Khoa mà tại mệnh, những người Hóa Khoa tại mệnh được gọi là giáo sư viết tuốt, cái gì cũng biết, biết rất nhiều thứ và họ học rất là nhanh. Trong tứ hóa thì cô này có Hóa Khoa tại mệnh thôi. Hóa Lộc thì nằm cung Điền Trạch Đất Cát, và Hóa Quyền thì nằm cung Tật Ách, nên đây là một người chủ về kinh doanh, kiếm tiền, chứ không phải là một người có chức sắc, không phải là một người mà tập trung quá nhiều cho cái việc quyền chức, quyền chức sắc. Về cung mệnh hai sao Liêm Trinh Thiên Tướng nói rằng đây là một người rất là ngay thẳng, tử tế, tốt bụng, rồi hay làm những việc công đức, hay giúp mọi người. Và ở trong này là thấy cô này có tứ linh chiếu mệnh, tứ linh Long Trì Phượng Các Hoa Cái, tứ linh chiếu mệnh của đương số, nên là đây cũng là một người được thế giới tâm linh phù hộ và độ cho rất nhiều trong cuộc sống. Về cung Phụ Mẫu có sao Thiên Lương nằm ở đây, rồi địa không địa kiếp chiếu vào cung Phụ Mẫu, nên là dễ sau này là trong cung lá số này là Thái Dương gặp Phi Liêm, bố là dễ bị bệnh, dễ bị mổ xẻ. Rồi cung mẹ có không kiếp chiếu vào, rồi cũng sau này cũng tương đối vất vả về bố mẹ, vì địa không địa kiếp chiếu với cung mẹ, nên mẹ cũng sẽ là sau này cũng họa hạn nặng. Đó, nhất là những cái năm mà cô ba ngoài, cô bắt đầu từ năm 44 tuổi trở ra là sức khỏe của cha mẹ giảm sút rất nhiều. Về cung Phúc Đức thì có sao Thất Sát nằm ở đây, thì nói rằng là đây là một họ hàng
mà nhiều người làm bình nghiệp. Và đây cũng là một người mà có tiền kiếp rất là rực rỡ, nhưng mà sau thất sát thì tiền kiếp đã là ở xa nhà rồi. Đấy, cô đã ở xa nhà, và khi sinh ra và lớn lên thì cô sinh ra ở miền Nam và sống từ năm 98 thì cô lại ra nước ngoài sống, mặc dù cũng thiên di gặp vật đó. Nhưng mà nhớ, mọi người nhớ là thất sát nằm cũng cũng đức thì với người đấy là dễ đi xa nhà. Đấy, họ hàng dễ ly tán, và có ly tán có xa nhà thì mới thành công được. Và đây cũng là một người rất là hảo tâm đối với cung Phúc Đức, như là đối với họ hàng, với âm phần này, rồi với họ hàng này, với anh em này, những người trong họ, thì đây là một người rất hào phóng và giúp đỡ mọi người rất là nhiều. Mình nhìn thấy sao đại hào này nằm cung Phúc Đức. Về cung Điền Trạch thì có Thiên Đồng nằm cung Điền Trạch, nhưng đây là một người hay thay đổi chỗ ở, và trong đời phải thay đổi khoảng tầm 5-6 chỗ ở thì mới đạt thành công ở nơi ở của cô, rất hay phải chuyển. Về cung Quan Lộc có sao Vũ Cúc. Sao Vũ Cúc là một cái sao tài năng, tài năng khéo tay, và sao Vũ Cúc này nằm cung Quan Lộc chứng tỏ đây là một người thành rất thành công trong công việc, công việc là người rất thành công và rất là tài ba trong cái cách làm việc của cô. Về có Hỷ Thần nằm cung Quan Lộc nữa, đây là một người làm việc rất là Hỷ Thần thiên tài, đây là một người làm việc rất là giỏi và đặc biệt xuất chúng trong một lĩnh vực. Nhìn cung thân của cô thì ta thấy thân cư tài bạch có tròn tử vi thiên phủ, quá rực rỡ. Đây là một người sẽ càng ngày sẽ kiếm được nhiều tiền, và bắt đầu từ năm 44 tuổi là cô này sẽ thịnh vượng về tiền. Đấy, có tròn mã khóc khách này, quý nhân phù trợ nữa. Đây là một số, đây là một lá số của một người phụ nữ có cách giàu rất là lớn. Đấy, giàu lớn. Và từ 44 trở ra cái việc của tiền bạc, công danh sự nghiệp của cô cực kỳ phát triển, rất là giàu. À, về cung Đồ Mộc có sao Thái Dương hãm thì đây sao Thái Dương hãm địa này, nên là bạn bè với cô cũng không được tốt với cô lắm. Thì sao Thái Dương này là cái sao mà về cơ bản là giả vờ tử tế với cô thôi, nhưng thực tế thì sao Thái Dương hãm địa người ta chỉ hào hoa lúc đầu thôi, rồi tử tế lúc đầu thôi, nhưng sau đấy sẽ quay lại, sẽ không tốt với cô. Nó thể hiện ngay ở cung chồng của cô luôn. Đây, tham lang gặp triệt. Tham lang là chúa đào hoa, rồi đào hoa đóng chiếu từ cung Điền Trạch nhị hợp sang cung của chồng nữa đó, nên là cô có số là chồng sẽ ngoại tình và phản bội mình. Đấy, sao hoa cái này cũng thấy là một sao điệu đà nữa đóng cung chồng, mà nguy hiểm nhất là tham lang gặp triệt. Tham lang đã xấu rồi, xấu vì chuyện là đã tình rồi, nhưng mà nó hãm địa và triệt thì nó càng nguy hiểm hơn trong cái chuyện tình duyên. Và đây là số người phụ nữ mà bị chồng phản bội, đi theo người khác và bỏ mình. Về cung Thiên Di thì cô có sao Tuần đóng. Đấy, có nghĩa là gì? Về mặt xã hội ấy, là cô vẫn luôn luôn bị người khác, nghĩa là bị xã hội nó vây hãm mà chưa bứt phá ra được, chưa bứt phá, chưa có cách để thoát ra khỏi cái sao Tuần này được. Nhưng rất may cho cô là 44 tuổi trở ra cô đã thoát khỏi sao Tuần, vì đại vận 44 của cô có tròn tử vi thiên phụ, tròn này thì không sợ gì hết, tử vi là sao vua rồi. Nó đóng vào đây nó sẽ giúp cho cô thoát được cái sao Tuần nằm cung Thiên Di, thì đây sẽ là trở thành một người rất thành công. Và Bạch Hổ tại cung Thiên Di này chiếu mệnh, đây cũng nói rằng đây là một người có căn quả, có sự tu tập tốt, có tín ngưỡng tốt. Đấu Tư nằm cung Thiên Di cũng là người khôn khéo, ăn nói khôn khéo. Tả Phù nằm cung Thiên Di nói rằng là hay giúp đỡ người khác. Tam Thai nằm cung Thiên Di là cũng nói là một người đây cũng cái tướng, cái dáng đi rất là đẹp. Thiên Phúc nằm cung Thiên Di là được trời ban phúc cho, đi ra ngoài được trời ban phúc. Thiên Trù là một người phụ nữ biết cách giao thiệp, có nghệ thuật hưởng thụ ẩm thực rồi nấu ăn rất là tốt. Và Đầu Quân đóng cung Thiên Di là thỉnh thoảng rất là hơi cứng tính một chút, là người hơi cứng tính, xinh gái nhưng hơi cứng tính một chút. Tại cung Thật Ách thì sức khỏe cô cứ yên tâm, bởi vì sau Tuần đóng cung Thật Ách nó sẽ vây hãm cho mình không có bệnh được. Và Thiên Cơ nằm cung Thật Ách thì sau này tim, bệnh tim nó hơi có chút bệnh tim, là tim hơi yếu tim một chút thôi, chứ cũng không phải quá nguy hiểm. Và sức khỏe của cô thì đang còn rất tốt, không có vấn đề gì. Về cung Tài Bạch thì quá đẹp, tròn tử vi thiên phủ là cái tròn vua trong cung Tài Bạch, nó chỉ nhiễu địa rực sáng, tử vi và thiên phủ chỉ rực sáng đối với nhau ở cung Dần và cung Thân này thôi. Và lại đặt gặp thêm mã khốc khách là cái tròn mà quý nhân phù trợ,
và giàu có nằm ngay từ cung 44 trở ra. Thì đây là một người phụ nữ rất may mắn được hai tròn tử vi, thiên phủ và mã khốc khách nằm tại cung thân. Và ở thân này, sao thiên mã của cô ấy, là nó ở cung mộc mà mệnh của cô là sa trung thổ. Vì thổ khắc mộc nên thiên mã của cô nó chưa phát huy được cái ưu việt của nó. Có nghĩa là ý chí và kỳ vọng của cô so với cái kết quả đạt được nó chưa song hành với nhau. Nhưng bắt đầu từ năm 44 trở ra thì cái mệnh của cô ấy lúc này nó thay đổi, nó chuyển sang kim. Đấy. Và mặc dù kim với mộc khác nhau, nhưng hành kim và hành thổ thì hành kim vẫn dễ chịu hơn so với hành thổ, thì nó cảm cái sao cái hành mộc này phát triển. Và năm nay là năm 41 tuổi cô tại cung tỵ, là tại cung này là năm có lộc nhá, có lộc này. Nhưng cự môn hãm vượng địa, ở đây là cự môn hãm địa nhưng gặp triệt nó thành vượng, cũng là một năm cũng chưa tốt với cô lắm. Đấy. Vì sao cự môn cũng là sao cũng không thuận lợi trong cái đại vận. Và năm nay là cô là năm sẽ phải chi tiêu nhiều tiền, và năm cô thần là năm sẽ cảm thác của cô đơn, là năm cô đơn nhá. Cô đơn này, chi tiêu lớn này, rồi dễ có bị tranh tụng cãi cọ, dễ bị thị phi này. Đấy, là năm như thế. Và sang năm thì mới là năm ổn hơn của cô, sang năm nó rơi vào cung chồng có tham lam, thì sang năm nó có những sự kiện nó sẽ làm cho cô thay đổi cuộc đời mình, thay đổi cuộc đời. Có thể sang năm cô có thể là quan tâm đến cái việc có thể lấy chồng tiếp, hoặc là quan tâm sẽ có một người đàn ông khác trong đời cô. Và có thái tuế đóng ở đây thì nó có nhiều cái sự kiện nó thay đổi, nó làm cho cuộc sống của cô ổn hơn, tốt hơn. Năm tiếp theo nữa là năm 43 tuổi thì cô rơi vào cung con, thì lo lắng cho con cái và việc gì đấy. Và nhớ rằng cung con của cô ấy là có sao địa kiếp này đóng ở đây đó, rồi địa không chiếu vào, rồi phục binh, thì chắc chắn là chồng cô có người có con với người khác rồi. Nghĩa là cô có hai dòng con, chồng sẽ có con với người khác. Và vì cái xấu đấy, không kiếp chiếu đấy, nên những người con còn lại của cô ấy, người con trai còn lại của cô ấy là rất là đẹp và sau này tương đối thành công. Và bắt đầu từ năm 44 thực ra thì đại vận của cô thay đổi hoàn toàn. Tròn tứ vi thiên phủ nó sẽ giúp cho cô có công việc ổn định hơn, rồi cô tìm được rất nhiều cái tự nhiên, tiền bạc và lộc nó sẽ đến với cô một cách rất là có duyên, là khiến cho cô trở thành một người phụ nữ rất là giàu có và tương đối quyền lực. Và cô là người mà lại có tín ngưỡng, có bạch hổ này. Đấy. Rồi có phượng cát tại mệnh này. Đấy, tứ linh chiếu mệnh, rồi có sao kình dương nữa. Kình dương tại mệnh cũng là một người thích làm những việc lớn, thì cô sẽ làm được rất nhiều các việc lớn từ đại vận 44 trở ra. Và từ đại vận 54 trở ra cũng là một người có quyền lực, nhưng cô lại có quả tú, lại cô lại ở một mình. Số 54 trở ra lại một mình tu tập. Thì đây là một người phụ nữ mà có duyên với nhà Phật, và dễ từ năm 54 tuổi trở ra là cô tập trung một chuyện tu tập. Vì cô có một cái sao tăng môn kình dương hóa kỵ tại mệnh, đây cũng là một người chịu nhiều. Sao tăng môn là cái sao chịu đựng. Đấy. Rồi kình dương hóa kỵ nằm ngay tại cung 1 tuổi, nên cô sinh ra, lúc sinh ra là sinh ra cô trong một cái bọc, và nguyên cả bọc luôn, bác sĩ mang cái bọc ấy ra rồi cắt bọc và mang cô bé này ra ngoài. Đấy. Thì cái sao kình dương là cái sao bất đắc kỳ tử, chết bất đắc kỳ tử, nó đã được hóa giải bởi vì cô chui ra trong một cái bọc. Đấy, nó cũng sinh là một người khác thường, nên cô yên tâm là cô cũng là người sống rất là thọ. Và cung huynh đệ của cô thì có sao trường sinh ở cung huynh đệ. Sao trường sinh mà nằm cung huynh đệ thì nhà có 3 người, có 3 chị em. Và vì cô này là một người nằm tại cung ngọ, nghiêm trinh thiên tướng này. Đấy.
rồi có một cái sao Tử Vi Thiên Phủ là cái sao vua này, sao anh chị đứng ở ngay ở cung đầu, nên là đây là một người chị gái ở trong nhà. Và thầy quan trọng nhất là cô muốn thầy xem cô có lập gia đình nữa hay không, thì đây là cung chồng đầu của cô, và cung chồng hai của cô chính là cung Quan Lộc có sao Vũ Phúc đó, là một thiên tài rồi rất là tốt. Và đây là một lý do tại sao cô xem tử vi này. Đây là thầy khuyên cô rất chân thành cô phải lấy chồng tiếp, bởi vì người chồng thứ hai của cô rất tài nghệ và giúp được cô, hợp với cô rất nhiều trong chuyện làm ăn. Và cái việc tại sao 44 tuổi trở ra cô thành công và giàu có, đấy là một phần giúp đỡ và góp phần của người chồng thứ hai của cô. Nhưng mà đề phòng nhé, từ năm 54 tuổi trở ra cô có sao Quả Tú lại không ở với nhau được dài lâu đấy. Thì cái việc đấy thì sau này sẽ có cách hóa giải sao cô Thần Quả Tú năm cung này, từ năm đại vận 54 không khó để hóa giải việc đấy. Và thầy khuyên cô nên lấy người chồng thứ hai, đây là một người chồng rất là đẹp. À, đây là một người rất là giỏi nhá, người chồng thứ hai. Thì cô yêu cầu là thầy có thể cho con biết tính tình của người thứ hai qua lá số của con để khỏi bất ngờ và quyết định. Đây là một người chồng rất là giỏi, đẹp trai, rất tài giỏi. Đấy. Và đây cũng là một người chồng đã có từng có vợ rồi, và giàu có, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, vui vẻ, và hai người có thể sống với nhau một cách hạnh phúc được. Đấy, quan trọng nhất là chuyện tình duyên nhá, thì thầy xem sao nào. Sang năm, nói lại là sang năm là cái năm mà rơi vào cung phu thê, nên là con dễ có chuyện kết hôn và đi tiếp thêm một bước nữa, và đấy cũng là tiền đề của chuyện thành công mới. Và nếu cố gắng thì sau cái năm đấy kết hôn thì năm tiếp theo dễ là có con tiếp đó. Và năm đấy là năm 43 tuổi âm, 42 tuổi dương, là rơi vào cung con đấy. Nên sang năm là năm dễ vừa có chồng này, vừa có con, có bầu này, rồi sang tiếp theo là sinh con. Năm tiếp theo nữa là mọi thứ rất là ổn đối với con nhá. Xin chào đương số, và rất mong đương số sau cái lời tư vấn của thầy sẽ khiến cuộc sống của cô tốt hơn nữa.